Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 21 tháng 7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với tác động của trường gió mùa Tây Nam đang mạnh dần, nên đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, do mưa lớn nên ở khu vực trũng thấp và đô thị có khả năng xảy ra ngập úng cục bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Tại Vũng Tàu ngày 22 tháng 7 năm 2022, mực nước cao nhất 365cm xuất hiện lúc 8 giờ 30 phút, thấp nhất 180cm xuất hiện lúc 14 giờ 30 phút.